Sự thật vụ ô tô đụng hỏng thanh chắn trạm BOT ở thành phố Hồ Chí Minh bị bắt đền 200 triệu. Một đoạn clip ô tô công nghệ đụng hỏng thanh chắn trạm BOT xa lộ Hà Nội bị bắt đền 200 triệu đồng đang lan truyền gây bão mạng xã hội. Sáng ngày 26 tháng 6, đoạn clip dài hơn 8 phút lan truyền trên mạng Facebook có nội dung cái thanh chắn ở trạm thu phí xa lộ Hà Nội giá 200 triệu, thu hút nhiều lượt chia sẻ và nhận xét. Theo đó, nơi xảy ra sự việc là trạm BOT xa lộ Hà Nội đoạn qua địa bàn thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh mở đầu clip. Một người được cho là nhân viên túc trực tại trạm thu phí BOT xa lộ Hà Nội yêu cầu tài xế công nghệ đụng thanh chắn bồi thường 200 triệu do làm hư hại thanh chắn. Khi nam tài xế xe công nghệ phân trần thanh chắn tự động dỡ lên anh mới di chuyển qua. Đồng thời, người này cho biết trong tài khoản ETC vẫn có tiền. Thanh chắn mở lên thì tôi mới qua. Lỗi này là lỗi của các anh, nam tài xế nói. Đáp lại, nhiều người được cho là nhân viên túc trực tại trạm giải thích lịch sử giao dịch đã trừ tiền chưa khi đi qua trạm. Anh có thấy hiển thị biển số xe khác không? Lỗi do anh thiếu quan sát. Hai bên tiếp tục lớn tiếng qua lại kéo dài hơn 8 phút gây náo loạn khu vực trạm thu phí. Xác nhận với Vietnamnet, ông Nguyễn Thanh Nam, phó giám đốc công ty cổ phần đầu tư và xây dựng xa lộ Hà Nội cho biết sự việc xảy ra hôm ngày 23 tháng 6 vừa qua. Theo ông Nam, phía công ty cũng như trạm thu phí BOT xa lộ Hà Nội không có chủ trương phát ngôn yêu cầu bồi thường như clip và cũng không có quy trình xử lý như vậy. Sự cố xe qua trạm chưa rõ lỗi của ai hay trong thẻ của phương tiện còn tiền hay không. Nhưng nếu có xảy ra thiệt hại như trên, giữa hai bên cũng không có bồi thường như vậy. Tôi khẳng định là lãnh đạo công ty và trạm thu phí không có hướng xử lý như vậy. Còn nếu có nhân viên như vậy là do họ tự phát ngôn, vị đại diện công ty nói.